Hai cháu đây là vợ được dự lễ sinh hoạt gia đình. Hôm nay gia đình của mấy có cây dầu đến đây, thứ nhất là bái tổ tiên, thứ hai là báo cáo các cô, bên ngoài là được cho phép các cháu coi như đi lại, và coi như vào hôm nay cũng là được coi như hai gia đình rất mừng là hôm nay là chúng ta đã tiến hành làm lễ sinh hoạt hỏi cháu và lộc tài cho cháu. Đấy là coi như báo cáo đấy. Hôm nay là theo yêu cầu của gia đình và nhà ngoại thì chúng tôi đáp ứng theo đúng yêu cầu coi như mọi mặt vấn đề như coi như có đầy đủ coi như thì báo cáo hỏi ngoại coi như cho và để tài mang lễ vào và trình báo mọi nhà gái và cho thắp hương báo ý tổ lượng và cho kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý khách, xung quanh của hai cháu đồng ý của gia đình đồng ý ở Hà Nam, và ông Đà, Hà Nội. Lúc nay ngày này cũng tốt, thì ông con trai nó cũng có sửa cái lễ để hỏi cháu, để thay mặt cho gia đình nội nhà gái chúc nhận. Cho cái cháu ơi chuyển đấy vào đi coi. Cho cháu chuyển đấy, hai bà ra nhận đấy cho tôi đấy. Cái chuyện này cũng động không được hỏi mấy tổ tiên còn hai bà vào sau đấy thì sau tôi xin báo cáo với toàn thể ông gì ạ? Gì ạ?
xin mời các cụ ông các bà chúng ta rước ăn trầu. Đấy, đáp ơn đi.